Lạnh quá. Người hoạt đây như là robot vậy. Để con vô. Đứng đây để mình chụp cho hoặc tấm hình. Lạnh quá. À, không sao sao, con đứng bình thường đi. Không, lạnh quá. À, đi vô luôn. Đây là cái chỗ mình ở nè. Hawaii Resort. Đi vô đi ăn sáng con đói bụng quá. Nè nè, nó bị rớt rồi. Trời, nãy tới giờ cầm dép con. Đúng rồi. Con dép con xuống rồi.